ơi con. Mẹ ơi, ngày mai ấy được nghỉ học, mẹ cho con đi chơi nhá. Con hẹn với lại đám bạn của con ấy là mai đi cắm trại mẹ ạ. Ừ, đi cắm trại cũng được. Thế mấy giờ thì con đi chơi? Các bạn con hẹn sớm lắm mẹ ạ. Chắc khoảng 8 giờ mẹ ạ. Là cắm trại phải đến chiều mới về đấy. Thế cô đồ gì thì con chuẩn bị đi để mai còn đi. Vâng ạ. A few moments later. Thằng ơi. Về đi thôi. Mấy giờ đấy, không tí các bạn đến lại chờ muộn. Dạ, con về rồi. Đợi mon cà son ở trên mồm rồi. Không biết là bạn Tùng với bạn Khanh làm gì mà lâu thế. Vẫn chưa thấy đâu. A few moments later. Hằng ơi, giờ đi cắm trại đi Hằng ơi, giờ đi. Phá. Sao mồm cậu trông như thế này? Mông cậu bị cái gì thế này? Bị gì đâu? Tớ bôi son mà. Bôi son nó nhét nhè này. Đợi cho cậu lâu quá nên là tớ cứ phải dặm lại son đi. Đợi trôi cả son rồi. À, sao cho cậu đến lâu vậy? À, tại vì con lợn nhà tớ hôm nay nó đẻ nên tớ đến hơi muộn. Thông cảm nhá. À, tớ cũng có lý do đến muộn chứ. Tại vì cái bóng đèn nhà hàng xóm ở gần chỗ tớ bị cháy. Ôi giời, các cậu ấy toàn lý do gì chả liên quan gì cả. Hẹn được 8 giờ mà bây giờ 1 giờ rồi. Thế bây giờ có đi cắm trại nữa không? Có chứ, muốn đất sang cắm trại đây còn gì. Hẹn là phải đi chứ. Thôi đi thôi, không muốn. Không mất công cậu chờ đợi thì bọn tớ đã chuẩn bị đồ ăn đây rồi. Đấy, cậu chỉ cần mang mồm đi mà ăn thôi. Thích đấy. Thích chứ. Đây. Mình ăn lẩu mắm tôm mà cậu. Mình ăn lẩu không thể đơn giản đi ăn lẩu được. Đây. Mình phải chơi thêm thử thách nữa mới kịp tính. Như này. Mình sẽ quay này. Đấy, chúng bằng cái gì thì mình ăn đấy. Lẩu bằng cái đấy luôn. Wow, hay đấy. Wow, chắc là các cậu mất nhiều thời gian để nghĩ ra cái này. Rồi, cho nước lẩu này. Đây, gói lẩu sẵn này. Đây, gói lẩu sẵn luôn nha các bạn. Bọn mình sẽ ăn lẩu hải sản với vòng quay may mắn. Đây, mình sẽ giới thiệu các bạn luôn. Vòng quay may mắn của bọn mình có rất là nhiều món khác nhau, như là mắm tôm này, nấm này, ớt này, cà chua này, ngô, mướp đắng thịt bò, rau, tôm, ngao. Tớ chờ các cậu từ sáng giờ. Mẹ cứ gọi vào ăn cơm mà tớ đâu có ăn đâu. Chỉ sợ các cậu đến rồi. Ôi thế. Trong lúc chờ nước sôi thì bọn mình chơi lượt một luôn đi. Xoay vòng xoay đi. Xoay luôn đi. Wow, mình ướp vào mực, vào tôm, thêm vào thịt bò. Để quay trước nhá. Thịt bò ơi, hãy đổ ta. Mắm tôm. Bò ơi. Mắm, thịt bò quay rồi. Tôm, yeah. Wow, đỏ thế. Mắm tôm đây rồi. Ôi giời ơi. Móng tay, yeah, móng tay luôn đây. Đây, để tôm vào, xoay đi. Mình mới từng vào hải sản rồi các bạn ơi. Không biết là khay vào gì đây. Mắm tôm. Ôi wow. Tôm này. Để mấy con mực siêu to khổng lồ này. Wow. Mực thì một con đấy nha cậu. Đúng rồi, mực ít chắc một con thôi. Móng tay. Hai con đi cậu, ba con đi cậu ơi. Hai con thôi. Nổi là tôm chín rồi. Một con này. Hai con này. Tớ ăn trước nha các cậu nhá. Tớ cũng sẽ ăn móng tay tớ này. Hai con móng tay này. Yeah. À, nóng quá các cậu ơi. Ngon thật đấy. Ăn này nóng hổi xong lại ngồi ngắm cảnh quá đẹp luôn các bạn ạ. Mình tự cầm tự quay luôn các bạn. Đẹp khắt nhỉ. Thịt bò. Yeah. Mời các bạn. Đó. Mắm tôm. Mắm tôm, à mực. Này mực các bạn ạ. Mày có xin như vậy vào mắm tôm. Lên tới. Thịt bò. Ôi giời, rau các bạn ạ. Mình ăn rau nha các bạn. Mình ăn rau đây các bạn. Bạn hàng không cho mình ăn rau thì mình sẽ chỉ là ăn thịt bò à? Tao còn nói nhầm à. Tớ cho cậu ăn rau mà. Mình ăn rau đây các bạn. Mình ăn thịt bò. Mình là ăn mực. Ôi, ngon quá đi mất rồi. Thịt bò ngon lắm. Cũng lắm. Nóng quá. Mình quay nha các bạn. Đây này. Mắm tôm làm sao được tôm nha các bạn. Tôm đâu có từ mắm đâu.
Trời ơi, mày nga chẳng được tôm gì cả ấy. Trời ơi, nước lẩu đã cay rồi lại còn phải ăn ớt nữa. Nấm, mình vào nấm rồi. Nấm này cũng ngon. Mình ăn lẩu ớt chứ các bạn ạ. Thôi đem tới chứ lại. Tôm còn tái tái nha các bạn, chưa chín hẳn. Nhúng phát nhắc lên luôn các bạn. Ăn thử miếng ớt của tớ. Tớ không ăn đâu. Ăn đồ tái mình phải ăn kèm những cái đồ cay cay vào đúng không các bạn? Đó là vào bụng đây. Mời các bạn ăn lẩu ớt với mình nha. Trời ơi. Như nào cơ? Một cái này cho vào lẩu thì nó cũng ớt cay rồi nhưng mà vẫn cay lắm á. Lẩu nấm. Tốt đấy. Móng tay tiếp này. Lại là tôm các bạn ạ. À. Bây giờ mình sẽ lấy ớt để ăn nha. Cái ớt dính lên. Ơ, móng tay của tớ mà. Nhờ nó dính vào ớt rồi, là của tớ. Ơ, móng tay của tớ này. Được rồi, móng tay to này. Ôi, lấy cái chân đây cậu ơi. Lấy cho tớ kia. Cậu ăn gì rồi? Từ tớ đã ăn móng tay đâu. Ớt này, ớt ớt. Cà chua. Lần tớ nha cậu nha. Cậu, cậu ơi, nhìn tớ này. Ngô. Yeah, mình ăn ngô. Wow wow wow. Yeah, mình ăn ngô rồi. Vừa ăn ớt xong rồi được ăn ngon rồi. Chị tớ ăn nhiều chắc tớ ngất ở đây là cậu đã phải mất công đưa tớ về đấy. Ý tưởng này là các cậu nghĩ ra mà. Mình sẽ ăn lẩu cà chua ha. Nó không ngon. Này các cậu ơi, vậy là tất cả các món mà mình được trải nghiệm hết rồi. Trừ cái món mướp đắng ra. Hay là mình bỏ mướp đắng ra không chơi nữa đi. Không được, hay là chúng mình quản tù xì đi. Xem mai là người đen nhất để ăn mướp đắng. Hiện giờ tỷ số là mình đang bằng nhau. Tùng ăn mắm tôm, mình ăn ớt, Khanh ăn cũng ăn ớt rồi. Và cà chua nữa. Cà chua thì không kinh dị lắm đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ quản tù xì xem ai sẽ ăn mướp đắng nhá. Nào. Mà chỉ có hai quả thôi. Không ăn quả này. Mướp đắng thì cũng bình thường thôi các bạn ạ. Hôm nay bọn mình cắm trại cho thử thách cho vui thôi. Chứ bọn mình sẽ cùng nhau ăn hết cái đống hải sản này nha các bạn. Ăn đi mà các bạn. Mình đi cắm trại cũng hơi muộn nên là bọn mình sẽ ăn hết chỗ này rồi đi về, không là trời cũng tối rồi các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.